Alo, điều đầu. Đấy, 2 giờ nhé, tôi làm rồi. Vâng, bên kia bài của bạn là hai người đều là mắc binh. Không giáp đầy đủ chọc luôn vào nhà của game thủ Hoàng Nhi cũng như nhà game thủ Cam Quyết trong trận đấu này. Vâng, pan hit. Đội bạn quân là khá đẹp trong trận đấu vòng thứ hai. Ít nhất là trận đấu thứ hai của trận đấu thứ hai. Ở bên kia là Pamiran của cầu thủ U98 và Hitty của cầu thủ Chim Sẻ. Chim Sẻ là người cầm hit pan của U98. Và chúng ta chỉ làm 2 min thôi. Vâng, bãi quả đầu được thiết kế là khá đẹp dành cho game thủ Cam Quýt ở cái vị trí là mắc nhất ở cái bãi quả này. Bãi quả là 7 cây. 7 hay 6 nhá, tôi mới nhìn thấy 6 cây thôi, hy vọng là bãi quả 7. Gỗ đầu thì là tạm ổn trong trận đấu này. Cố gắng sẽ bị những con nông dân để có được một vị trí. Vâng, ăn bãi quả và dồn quả lên là mắc bình nhất. Đây là màn hình máy của Bách. Bảy hiệu có luôn. Vâng, bãi quả chúng ta là bãi quả xấu dành cho cái thủ Hoàng Văn Nhi người cầm minh đoàn. Như vậy là bầy yêu 5 đã về với nhà chính của chúng ta rồi. Một bầy yêu 5. Bãi quả đầu xấu, cố gắng đá bầy yêu về sớm để có thể ép đời tốt. Vâng, solo sư tử chết dần. Cam Quýt một bảy hiệu 4 về nhà và có thêm 3 vòi phía ngoài nữa. Solo sư tử chết dần dành cho Hoàng Mai Nhi. Cố gắng cầu vòi về nào. Và bên phía đội bạn là Pamiran của 98 và Hitty của Chim Sẻ. Quân là quá mắc. Vâng, báo về là thông tin là bên kia có đội bạn có một trận đấu chậm rất nhiều dân. Cố lên. Vâng, rất may mắn. Tôi dùng từ may mắn không có khi là chuẩn trong tình huống đấy. Vì con nông dân ấy tôi thấy là đã bị 3 hit rồi. Nhưng mà cái hit cuối cùng đấy là hit bị xịt. Chứ nếu không thì lại tím. Vâng, màn hình máy của Hoàng Mai Nhi báo về là có một con voi chạy thẳng về nhà game thủ Cam Quýt. Và đây là một... À không, nó vẫn quay đầu về này. Nó vẫn lẩn vẩn đây này. Đứng lại. Con voi đó là Bách Phi hay là bên kia Phi vậy?
Vâng, có bãi quả dành cho Hoàng Mai Nhi. Anh đang bị mít đè tôi này. Ơ, con voi nó lao đầu vào rừng à? Vâng, Cam Quýt đang tham lai là 23. Và con voi đã nằm xuống tại nhà chính của quyền thủ Cam Quýt rồi. Đóng thêm e không? Vâng, có bãi quả ở phía ngoài. Như vậy là chúng ta sẽ đặt BG để ăn bãi quả ở đây. Có vẻ như Quýt đã kích đời với 23 dân của mình. Khá sớm bài này. Bên này thì game thủ Hoàng Mai Nhi tiếp tục ăn bãi quả phụ và đang tiếp tục câu con voi về. Hai bãi vàng đều ở phía ngoài mà không biết là chúng ta sẽ cố gắng ăn vàng ở đâu. Bên này thì game thủ Cam Quýt tham lai đang là 23. Bài của game thủ Hoàng Mai Nhi có thể đánh cung được với thế nhà khung như này, nhưng đồ ăn thì phải ổn cơ. Đồ ăn phải khỏe nếu muốn đánh cung gà. 26 dân. Kích đời 909. Như vậy là bài này bài kích 11 3x 11 3x 4x một chốt đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Cam Quýt đang lên đời rất sớm, ít nhất sẽ cân được với 30 gram. Vâng, như vậy là Quýt là người lên đời sớm nhất ở trong map này. Quýt lên đời siêu sớm. Thời điểm đời chúng ta soi ra mà thấy đội bạn chậm là khá nhiều dân BM và BL. Bài này gỗ đang hơi vói những thời điểm đầu tiên. Và đây là một trận đấu kích 10-20 của 23 dân đến từ game thủ Minh Oan, game thủ của Cam Quýt trong trận đấu thứ hai của trận đấu thứ hai. Tạm thời khi mà chưa đủ gỗ chúng ta sẽ ăn tạm vàng ở đây đã. Bạch cố gắng cơ cấu đánh cùng bài này. Vâng, thế đóng nhà A là quân sẽ nở ra bên trong BA. Vâng, và đây là BM. Và tiếp tục bò bế luôn. Cái BB kia thì cần hai ghe nó kín được. Cam Quýt đã bắt đầu đẩy giò đi và mục tiêu sẽ là hướng 12 giờ. Và ai sẽ là ở trên hướng 12 giờ đây? Chim sẻ hay là U98? Đây là có mông gỗ này, nhưng mà là chim sẻ người cầm Hitty đánh cung. Hitty đánh thẳng cung, Hoàng Mai Nhi đã bị trọng. Con giò của 98 người cầm Vamira. Chúng ta đang cố gắng về E để có thể giữ dân cũng như là bò bế cơ cấu nhà cửa kín luôn. Vâng, mặt này chúng ta đang cố gắng ăn nốt một chút thực ở bãi quả và sau đấy giật dân về. Rồi, ok. Mặt BA đã kín, còn mặt này nữa thôi, mặt này thì mất tầm khoảng 5 ghe là kín được. 2, 3. Bị chọc bãi quả, vâng, như vậy là một dân thôi. Kín hết chưa nhở, có cần phải test lại không? Bây giờ nếu như để một con giò nó vào trong thì mất tay rất nhiều. Ra ruộng nào. Cam Quýt bên này thì nó đang bỏ qua nhà Hitty của chim sẻ và công thẳng lên nhà người cầm chém bên phía đối phương là 98. Trong đấy khung lắm rồi, không nào, không ra được kìa. Vâng, chọc một dân của 98 đi. Khả năng là bây giờ thì game thủ Cam Quýt chuẩn bị cơ cấu và bò bế đi. Khi lên đời thì khả năng là Pamiran của 98 sẽ chéo luôn Quýt. Vì nhà của Bách đã kín bưng rồi, không còn lối vào. Tham là 25 của người cầm cung A Minh Oan. Vâng, liệu đội bạn có đẩy cung tê luôn không? Bách chiếu gỗ. Vâng, 2L đang bắt đều dành cho game thủ Cam Quýt. Pan có quả phủ này, Pan đóng L luôn ở phía trên này này. Có ra, có qua được không? Con ngựa giò không qua được. Vâng, biết ngay mà lạc đà Pan chéo luôn. Vâng, bây giờ thì những con lạc đà của chúng ta cũng đã nở ra và băm được vào nhà BS ăn hoang bầy hiêu của Pabiran. Có P. Vâng, ốp luôn nhà phù của đối phương. Ốp luôn nhà phù. Vâng, và đuổi theo. Cố gắng đuổi theo những con nông dân của Pabiran. Chúng ta mất tầm khoảng 5 đến 6 dân trong tình huống này. Vâng, bơm một chút đồ nhẹ cho game thủ Hoàng Mai Nhi, cũng không có quá nhiều đồ để bơm. Đấy mới là một chút vấn đề. Chúng ta đã lên thành trong bánh xe. Vâng, tầm này tôi lo sợ cung A, cung R của Hitty của game thủ chim sẻ đẩy thẳng luôn nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi cầm Minh Oan. Vâng, như vậy là cung R Hitty đang đẩy lên trên nhà Cam Quýt, bánh xe không có được. Vâng, chúng ta đang cố gắng thủ thôi. Cố gắng thủ. Vâng, thời điểm đầu thì Hitty chậm dần. Lạc đà của Pamela đang cố gắng thủ thôi này. Câu kéo vào giữa cung R của chim sẻ để cho game thủ Hoàng Nhi có thể nở tham gia và cân bản đồ. Vâng, có phù. Có phù đến từ đối phương. Vâng, phù luôn hai dân của 98 phù hai dân luôn của game thủ Hoàng Nhi ở trong này.
chắn là sẽ có những cái nhà gì ở phía trong này. Và tôi lo sợ đấy là những cái nhà BL ở phía trong. Cố gắng bắn để cho đối phương không thể đóng xong những cái nhà ở phía trong này. Vâng, như vậy là đã bắn chết được hai con dân của màu 7. Có game thủ 98, hai con dân mà đội bạn phu được của chúng ta. Vâng, bãi vàng cũng là một trong điểm yếu của game thủ Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này khi mà đang bị những con phù công vào. Tiếp tục đóng thêm những nhà VA. Khó chịu thật. Vâng, hai con phù đang đẩy lên. Nhưng bây giờ thì cũng chúng ta cùng Nga tập xã là 7-3. Vâng, là ngang bằng với những con phù thủy. Cảm quyết tham lai đang là 10. Tham lai là 10. Màu 3 lên bằng với game thủ Cam Quyết 10-20. Vâng, thế mà báo về thời điểm đầu mỗi ông chậm 2-3 dân. Đi ở bãi vàng không? Còn đúng 7 con lạc đà thôi. Cố gắng ăn dân của màu 7 yếu 98 Hoàng Quái Nhi. Cố gắng đánh thật trâu cung Nga để cố gắng cân bài này. Cân được cái lợi thế quân như thế này khi đội bạn là Pan và Hitty. Vâng, những cái nhà phù đóng rất gần với nhà chúng ta. Đang cố gắng ra ruộng. Cung Nga tham lai đang là 46. Xem bách bài này thôi. Vâng, bách đang là 4 BA. Chia sẻ điểm số đang cực kỳ cao. Vâng, cung R của chim sẻ đang rất đông. Và đang muốn bắn phít hẳn game thủ Cam Quyết ở cái hướng nhà của Cam Quyết cũ. Tiếp tục tăng à. 40 dân đến từ chim sẻ. Vâng, cùng Nga chúng ta đang đứng thế đẹp ở phía trong ở giữa hai cánh rừng. Đây ta gọi là thế là thế 2 đánh 1 khi chúng ta game thủ Cam Quyết đã mất tham rất sâu rồi. Bên kia thì game thủ 98 người cầm 30 ran thì vẫn đang có tham. Vậy thì vẫn đang giữ được tham. Báo về là chim sẻ lên đầu máu rồi. Có nghĩa là tôi nghĩ tầm này tham lai của chim sẻ nó phải to hơn cả tham lai của Hoàng Mạnh Nhi nữa, chưa tính đến tham lai của game thủ 98. Trong trận đấu này chúng ta phải cố gắng mà vắt châu quân lên thôi. Vâng, đua tay to phát triển với chim sẻ. Hai quân này thì tốc độ phát triển thì cũng là như nhau thôi, không hơn nhau gì cả. Sọc đơn đến từ Pan màu 7 đến từ 98. Chim sẻ công từ nhà Quyết sang kia bách kia. Vâng, chim sẻ đang muốn công từ nhà Quyết sang nhà của chúng ta. Cung Nga đang đứng ở phía trong lợi thế về tầm xa. Vâng, tham lai đang là 80 của game thủ Hoàng Mai Nhi. Bây giờ thì Quyết đang chui hết cả ba con lạc đà vào sâu ở trong nhà chúng ta mà đứng mà giấu. Về E vào không? Vâng, một pha về E đang là khá tốt. Nhưng bây giờ thì chém vào lạc đà của Pameran vẫn đang tràn vào trong được. Vâng, Cung Nga chưa giáp nhưng mắc binh về tầm xa. Tầm lai chúng ta đang là 80 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Có làm thêm một cái A nữa không anh ơi? Nhà A đang hơi ít. Hiện tại đang là 6 nhà BA rồi. Cố gắng đẩy ra đây ăn vàng và tăng thêm 1-2 nhà BA nữa. Vâng, cung rồi Hitty đang đẩy lên. Và đội bạn đang muốn bắt tân công A này của chúng ta. Vâng, có bắt được hay không thì chúng ta đang là có dốc cao. Tầm xa đã là 7-4, mắc binh rồi. Giáp là giáp 2 tôi nghĩ là đủ rồi. Bây giờ chỉ cần ăn và sóc châu quân ra thôi.
Cam Quýt ăn với đọc báo rồi. Kìa phía sau kìa, một tuần chém to của Vamira. Vẫn tiếp tục về. Tiếp tục về từ này. Cố gắng vẩy để tránh những tình trạng những con lạc đà và những con ngựa chém tràn vào trong nhà của chúng ta. Đỡ được không? Tôi nghĩ đỡ thoải mái thôi. Hết go. Go ơi, go ơi. Còn tên ở phía ngoài gặp khung giờ của chim sẻ. Tên ở phía ngoài gặp khung giờ của chim sẻ. Lên dốc nào, chúng ta hãy rút lại một chút lên dốc. Và trong nhà chúng ta bãi vàng. Bãi vàng đang bị chém. Vâng, tham lai là 90 của game thủ vàng máy gì. Liệu đây có phải là một trận đấu cầm min oan và cân được bản đồ hay không? Phụ thuộc rất nhiều vào Hoàng Mai Nhi, một trong những người mà được đánh giá cầm chủ lực tốt nhất Việt Nam. Vâng, bầm hết những con lạc đà của Bamida vào trong nhà chúng ta. Ta là một loại quân mà bơm đồ không mất phế. Và chắc chắn rằng Hitty bây giờ đã đầy đủ công nghệ rồi. Ít nhất là phải có đầu máu. Anh Bách bò lại mặt BM đi. Vâng, báo về là chim sẻ đã là 80 dân rồi. Chim sẻ đang di lên tên này. Một tên mà chim sẻ đang quyết định đấu. Quyết định đấu tại vị trí mà chúng ta đang đứng sẵn cùng à. Có ăn được không? Tôi đang lo sợ rằng với cái tham lai là 80 dân của mình thì chim sẻ đã lên 4. Một thế trận khó, tỷ số là 0-2 trong trận đấu thứ 2.